Sáng ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, sinh năm 1969, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng là chủ tiệm vàng có thỏa thuận chuyển tiền đô la Mỹ từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng chuyển về Việt Nam. Mười Tường cùng các bị cáo tham gia vận chuyển tiền đô la Mỹ từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia về lại Việt Nam để lấy tiền công vận chuyển. Cứ 100.000 đô la Mỹ nhận công 70 đô la Mỹ, mỗi ký vàng là 15 đô la Mỹ. Trong quá trình vận chuyển gần 51 ký vàng từ Campuchia về Việt Nam, các đối tượng đã bị lực lượng công an tỉnh An Giang bắt quả tang.